Đồ xưa cũ lại nguyên mến chào tất cả các bà con à. Hôm nay tiếp tục giao lưu với bà con một lô ngọc và một số đồ gốm nha bà con. Đó thì hôm nay là mã chữ F nha. Đó thì bà con liên hệ qua số điện thoại để mình mua hàng là 0772877278 nha. Số có Zalo. Đó em có để số điện thoại trên màn hình góc trái nha. Thì mã đầu tiên là 1E. Đó, 1E là một cái bình. Đó, cái bình này chất liệu là đá lưu ly nha bà con. Đó, dạ quang nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây. Nằm trong cái hộp khá đẹp nha. Đó, tích chim hoa nha bà con, ở dưới là một cặp hạt nha. Đó. Quay cho bà con mình xem trước em đo thông số sao ha. Rất là đẹp luôn. Cái này mình sưu tầm và mình trưng bày khá là đẹp nha bà con. Đó. Chiều cao. Chiều cao là 19 nha bà con. Đó. Cái hoành bụng này vị trí này là gần 33 rồi. Cái cổ này là 12. Đó, cái miệng bình. Cái miệng bình này là khoảng 5 nha. Đây. Đó, chất liệu là đá lưu ly nha. Đó. Khá đẹp luôn. Mã số 1E này em giao lưu bà con có giá là 3.800.000. Đó, nằm trong cái hộp này nha bà con, 3.800.000. Em bao ship toàn quốc nha. 3.800.000. Rồi, tiếp theo mã số 2. Đó, em có một cái kệ mini trưng bày nhỏ nha. Đó, gỗ này khá là đẹp nha bà con. Gỗ này là gỗ hoàng dương nha bà con. Đó, gỗ này cũng là loại gỗ quý nha. Đó. Chiều cao á 39 nha. Ngang như vậy là 40. Hàng này cũng khá là lâu rồi nha bà con, khá cũ khá xưa rồi nha. Đó, nhìn rất là dễ thương ha. Cái này về mình trưng những cái dòng sản phẩm mà mini nhỏ nhỏ gọn gọn để đây ha, rất là đẹp luôn. Đó, thì mã số 2 này em giao lưu với bà con có giá là 1.600.000 nha. Đó, những cái ngăn kệ này chiều cao đây khoảng 10 nha. Đó, ở đây thì ngang qua đây nó 12. Thì bà con không rõ không hiểu thì có thể mình kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết qua cho mình xem cho dễ chốt hàng nha. 1.600.000 em bao ship toàn quốc nha. Cá nhân long. Tiếp theo là một mã số 3E ha, một cá nhân long ha. Cái này chất liệu là đồng nha bà con. Đó. Tổng cái chiều dài là 41. Ở chiều cao nhất vị trí này nha là 18 nha. Đó, hàng này cũng khá cũ rồi, khá là đẹp nha. Này bà con vừa có thể đánh bóng ra cái nó sáng rất là sáng luôn. Đó. Đây. Nằm ở trên một cái những cái thỏi vàng nha bà con. Đó, chiều dài cái chân này nó khoảng 22. Đó, nó ngậm theo hai bên miệng đó là những cái đồng tiền nha. Mã số 3E này em giao lưu với bà con giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc, rất là nặng nha bà con. Đó, khá là nặng nha. Đây có mộc ha. Rồi tiếp theo mã số 4E. Đó là một cặp bình đồng nha bà con. Đó. Rất là đẹp luôn. Bình này khá cũ xưa nha bà con. Đó, hàng này cũ xưa rồi ha. Đó, chiều cao là 22. Đó, cái bụng bình. Đây bụng bình là 26 nha. Đó. Đây những tích chim hoa rất đẹp nha. Đó. Này. Đó, làm rất là sắc sảo nha bà con. Thì một cặp này em giao lưu bà con có giá là 2.000.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó. Rồi tiếp theo mã 5E. Đó. Cái này là chất liệu là cẩm thạch nha bà con. Đá cẩm thạch nha. Đó. Cái này hàng cũng khá cũ rồi. Chiều cao này là 30. Ngang như vậy là 19 nha. Mã số 5E nha. Này rất là nặng nha bà con. Đó, này cũng khá cũ xưa nha. Đó. Đây. Thì cặp này em giao lưu với bà con có giá là 8.000.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp theo mã số 7E. 7E cũng là một con cá ngân long nha bà con. Đó. Hàng này rất là đẹp luôn. Này gớm nha. Chiều cao là 22. Tổng chiều dài là 42. Đó, chất liệu là gớm ha, gớm tàu nha bà con. Đó, này trưng bày nhìn rất là sáng và đẹp nha. Đó, những cái dãy nó làm như cái mặt trăng vậy ha. Đó. Thì mã số 7E này em giao lưu với bà con có giá là 3.500.000, em bao ship toàn quốc ha. Đó, 3.500.000. Rồi tiếp theo đó là một ông thiền thừ nha bà con.
sản này chất liệu là đồng ha, có khảm những cái viên đá này ha. Ở dưới đây là cái mà gạt tàn thuốc nha bà con, ngang như vậy là 12 nha đó. Còn chiều cao, chiều cao là 14 đó. Thì mã số 8E này em giao lưu với bà con có giá là 800, em bao ship toàn quốc nha, khá là nặng nha bà con. Đây mặt trong này ha, rồi tiếp theo 9E. 9E là một cây đờn tì bà nha bà con, ở hàng này mình xài được nha, ở đờn vẫn kêu bình thường nha đó. Tổng cái chiều dài, ở chiều dài này là 91 nha bà con, ngang như gì 28 đó. Thì những cái này mình vẫn sử dụng, mình xài mình tăng đưa lên xuống vẫn bình thường đó. Này gỗ sơn mài nha bà con, chất liệu gỗ sơn mài ha đó. Mặt sau đây ha, làm rất là đẹp luôn, hàng này cũng khá là cũ à. Đây bà con xem những cái quả tiết đây, nhìn biết là khá cũ xưa nha bà con. Thì cái đợt này em giao lưu với bà con có giá là 4,5 triệu, em bao ship toàn quốc ha, 4,5 triệu. Rồi tiếp theo, em có một cái mà tượng ông Quan Công nha bà con, chất liệu là gỗ hương nha đó, gỗ hương đó. Gỗ này cũng khá là gỗ, loại gỗ tốt nha bà con, rất là bóng và mịn luôn đó. Rồi em đo thông số nha, chiều cao, chiều cao là 59 nha, ngang như vậy vị trí này ha là 19 đó. Còn ngang cái bực cây ông đứng ở dưới đây là 16 nha bà con đó. Thì làm rất là đẹp, tinh xảo luôn đó, gỗ thì dân gỗ bóng mướt rất đẹp ha. Mã số 10E này em giao lưu bà con có giá là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 2,2 triệu. Ở tượng Quan Công bằng gỗ hương nha bà con, khá nặng nha, 10E. Đây em có hai cái hũ đựng chè nha đó, gớm nha, cái này hàng gớm nha, gớm này gớm tàu đó, cái này hàng niêm phong nha bà con. Chiều cao như gì là 18 nha đó, một cặp nha bà con đó. Cái bụng này là 41 nha đó. Thì bà con mình xem cái chất liệu gốm này theo thời gian nó đã gạn da hết rồi ha, cái này khá cũ xưa rồi, hàng tàu nha bà con đó. Một cặp này thì em giao lưu bà con có giá là 3,8 triệu. Đây nước men nó đã xuống, nó gạn hết trơn rồi, rất là cũ kỹ luôn ha. Này nữa ha, 3,8 triệu một bộ này ha, một cặp em bao ship toàn quốc ha, hàng niêm phong này chưa mở ra được nha bà con. Đây có sao thì em để vậy ha, 3,8 triệu, mã số 11E. Tiếp theo mã số 12E. 12E là một cái bình đựng rượu nha bà con. Đó, hình này cái bình này như hình bát quái ha. Đó, chiều cao, chiều cao là 30, ngang như gì là 18. Đó, này mình đựng rượu hoặc đựng nước gì cũng được nha. Đây chôn đá dưới đây ha, ở qua văn thì làm rất đẹp luôn, ở đây sen, ở đây bát quái nha. Nó thì cái bình này thì em giao lưu bà con giá chỉ 500.000, em bao ship toàn quốc nha bà con, 500. Mã số 12E. Tiếp theo 13E, có một cái bàn tính nha. Đó, bàn tính này cũng khá cũ rồi. Đó, thì cái này là mũ nha, đó nhựa nha bà con, cái này bằng nhựa ha, em ra thông số ha, ngang là 20, nó dài là 40, cái này về có thể mình chân đề co rồi, đó rất là đẹp luôn. Đó, thì mã số 13E này em giao lưu bà con có giá là 400.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó, 400. Cái này vẫn sử dụng được nha bà con. Rồi tiếp theo 14E. Có một cái tam sơn thì gỗ gõ nha, chất liệu là gỗ gõ nha bà con. Đó, hàng này cũng cũ rồi nha, hàng cũ ha. Đó, chạm đục rất là tinh tế và đẹp luôn. Đây bà con mình xem ha. Đó, khá là đẹp nha bà con, hàng này làm rất là tỉ mỉ nha. Rồi em đo cái thông số báo giá luôn nha bà con. Chiều dài, chiều dài là 80. Còn cái bực ở trên đây dài nhất là 40 nha bà con. Đây, còn hai bực đây thì nó 17 nha. Chiều sâu này là 19 nha bà con. Đó, thì cái tam sơn này em giao lưu với bà con có giá là 2,8 triệu nha, em bao ship toàn quốc nha bà con. Có gì không rõ không hiểu thì bà con kết bạn giao lưu, em chụp gửi thêm hình ảnh chi tiết thêm nha. Rồi tiếp thêm có một cái khai gỗ trắc nha. Đó, khai gỗ trắc, hàng này hàng cũng khá cũ rồi, rất là nặng nha bà con. Đó, đây ngang như vậy là 25, cái này là 25 vuông nha bà con.
thì ốc khảm màu vàng chanh ha, rất là đẹp luôn đó. Đây bướm hoa ha, đó. Đây rất là đẹp luôn, đây bốn mặt có khảm hết, làm rất là sắc nét chi tiết nha. Đó, mã 15E này em giao lưu bà con là 3.800.000, em bao ship toàn quốc ha. Rồi mã này cũng là cuối clip, đồ xưa cũ Lợi Nguyên cũng chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký ủng hộ, tiếp tục mình theo dõi những clip mới nhất nha. Em chân thành cảm ơn ạ.